Em Lê Hương ô tô xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay thì em Hương xin phép là vào muộn so với nửa tiếng so với mọi hôm. Em chào anh Lê Văn Toán này. Hôm nay thì em về thêm rất là nhiều xe và khách đến xem xe. Đây là em vào muộn một chút. Chào bác Xuân Cường nhé. Khách hàng đang xem buổi báo giá livestream trực tiếp của em Lê Hương thì cho em xin một lượt like ạ. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Số điện thoại thì em đã ghi ở dưới màn hình rồi. 0354602790 là số hotline của em Lê Hương các bác nhé. Chia sẻ cho em bên nào, em chỉ xin 1 phút thôi vì em cũng like qua. Hôm nay về rất là nhiều xe, khách hàng đến xem xe cũng rất là đông luôn. Chào bác Văn Toản ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương khách hàng nhà mình nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cho em và cũng như là chia sẻ giúp em Lê Hương nào. Em chỉ xin 1 phút thôi. Chào bác Giang Hân này. Vào phát là 5 khách hàng, 6 khách hàng rồi. Chào bác Nguyễn Văn Phán này. Đừng quên cho em Lê Hương xin một lượt like và một lượt chia sẻ. Hôm nay thì em về rất là nhiều xe và lên muộn hơn so với mọi ngày vì khách đến xem xe trực tiếp tại bãi rất là nhiều. Cho em xin 1 phút nữa thôi thì em sẽ đi báo giá nhé. Ngày hôm nay xe thì rất là nhiều luôn. Xe thì cực đẹp luôn ạ. Chào bác Mai Phương này. Chia sẻ cho em lên ạ. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Chào Nguyễn Sơn nhé. Chia sẻ cho chị lên nhé. Chào Idol. Idol gì đâu. Chia sẻ giúp lên cho chị nào. Còn em xin phép là một chút thôi, em quay sang cam sau luôn vì hôm nay em vào hơi muộn so với mọi ngày này. Chia sẻ cho em lên ạ. Mỗi bác khách hàng cho em Lê Hương xin một lượt chia sẻ thôi. Nay rất là nhiều xe đẹp về, cập nhật liên tục tất cả các dòng xe, mẫu xe, giá chỉ từ 85 triệu mà có xe đi. Accent Vios số tự động, hôm nay còn về thêm một siêu phẩm Accent màu đỏ đẹp luôn. Chào Vân, em gái chị nhá, chia sẻ cho chị lên nào. Mở màn cho ngày hôm nay, khách hàng nhà mình nhìn cho em này. Với lớp sơn màu đỏ đẹp. Với lớp sơn màu đỏ đẹp đây ạ, một chiếc xe Hyundai. Một chiếc xe Hyundai Accent đời 2020, lước sơn màu đỏ đẹp đây ạ. Hyundai Accent đời 2020, biển 34, lước sơn màu đỏ đẹp, form dáng mới, đời 2020. Số tự động em Hương đang bán là 530 triệu, bản này cửa lóc đầy đủ cho em. Xin nhan trên gương, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ nhá. Các bác nhìn này, form dáng mới luôn. Xe thì cực chất, cực đẹp, zin toàn xe cho em ạ. Đèn bi này, có giải đèn nét, đèn gầm đầy đủ cho em. Hyundai Accent đời 2020, mới kính quang luôn, các bác nhìn cho em này. Zin đét toàn xe luôn nhá các bác nhá. Xe đẹp như thế này cơ mà, có ga tay tự động control này, đề lổ thông minh này, màn hình giải trí này, 530 triệu, zin đẹp từng con ốc luôn. Với cái lớp sơn màu đỏ đẹp như thế này thì em nghĩ là khách hàng nhà mình nhìn này. Lộ thất bên trong này, chào bác Phạm Mỹ Hạnh này, chào bác Mạnh Biểu, chào bác Cường Móm, chào Nguyễn Văn Thắng này. Hyundai Accent đời 2020, lước sơn màu đỏ đẹp đây ạ. Đầy đủ cho em cảm biến phía sau. Cam hành trình này, form dáng mới đẹp. Các bác nhìn lước sơn này. Xuất sắc luôn. Phải gọi là xuất sắc luôn ạ. Ga tay tự động cruise control nhá. Đời 2020, 530 triệu. Số tự động đẹp đây ạ. Form dáng đẹp không ạ? Ủa, quá là xuất sắc luôn. Chào bác Nhật Ninh này. Hyundai Accent đây ạ. Em chia sẻ lên các trang nhóm rồi đấy. Cảm ơn em Lê Văn Anh nhá. Chào bác Văn Khương này. Lê Văn Anh cố lên em ơi. Phải mua được chiếc xe như này với hợp với dáng của em gái chị này. Hyundai Accent 530 triệu đời 2020, đẹp kính cong luôn, zin từng con ốc cho em ạ. Biển 34 bánh đậu xanh đây ạ. Số tự động đẹp, 530 triệu đời 2020. Hoặc bên đây thì cũng có một em đời siêu cao này. Cảm ơn em nhá. Chào bác Bích Bùi này. Bên đây thì có một em VinFast Farin đời 2019, số tự động, động cơ trang bị 1.4. Em Hương đang bán là 340 triệu, chốt, anh Văn Khương chốt chiếc nào nhá. Hoặc là Vân ơi đi chiếc xe Farin này, 340 triệu đời 2019, độ hết nét rồi, độ lipo, ốp hết tay lắm cửa này, đề lổ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Xe mới đẹp, xe này bác nào mà lữ đi thì quá là ok này. Màn hình giải trí đề lổ thông minh, zin toàn xe, check hãng cho em toàn quốc đi ạ. VinFast Farin đời 2019 đẹp, tặng cho vợ. Tặng cho vợ thì thôi, đúng là lóc nhà thân thiện nhà mình đây. Chuẩn lóc nhà nhà mình, nếu mà đi chiếc xe này thì quá là đẹp này. Độ hết nippo lên rồi, nhìn form dáng nhỏ gọn xinh, mát ga lắm ạ. Và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu cho em. Chào bác Hưởng Nguyễn này.
VinFast Farin 340 triệu đời 2019 đẹp. Hyundai Accent đời 2020 530 triệu, form dáng mới luôn, zin từng con ốc này. Đừng hỏi vì sao mà mỗi một trận bóng đá là bên em lại nhiều xe đẹp nha các bác nhé. Rất là nhiều xe đẹp luôn ạ. Đấy các bác nhìn này, xe Bác Vượng, đúng rồi ạ, xe Bác Vượng là quá là hot luôn. Người Việt dùng hàng Việt, đây anh ạ, người Việt dùng hàng Việt đây. Tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và cực đẹp luôn cho em. Chào bác Ký Na này, chào bác Giang Vũ, chào bác Phạm Minh Quân. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Chào bác Tạ Quân này, hôm nay thì em vào muộn so với mọi hôm, nhưng mà nhìn đội khách hàng như này là rất là vui luôn ạ. Bên đây thì em có một mẫu xe Chevrolet Cruze số sàn. À, em này là số tự động này. VinFast, VinFast đẹp lắm chị Mỹ Hạnh ơi. Zin từng con ốc đẹp luôn. Đời 2019 mới kính quang luôn. Còn đây thì có một chiếc Chevrolet Cruze đời 2011, động cơ trang bị là 1.6 này, em đang bán là 268 triệu với lớp sơn màu đen đẹp, form dáng bản sedan. Xin nha thì được tích hợp ở trên hông nhé. Số tự động đẹp thì có Chevrolet Cruze hơn 200 triệu thôi, đầu trên 200 thì có 268 triệu này. VinFast Farin đời 2019 340 triệu. Hyundai Accent thì là đời 2020 530 triệu này. Còn bên đây thì em lại về thêm được một mẫu xe Vios nữa đây ạ. Vừa với cập nhật với bên em này, một chiếc xe Vios với lớp sơn màu vàng cát đẹp, biển 88 Vĩnh Phúc, vừa mới về bên em đây Hương thôi. Chắc là chiều nay thì em mới báo giá được nhá. Chỉ quay qua một chút để khách hàng biết rằng bên em đây Hương mới về thêm được một mẫu xe Vios này. Rất là nhiều dòng xe đẹp, chào bác Sơn Trần này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương ạ. Nếu như thời điểm hiện tại mà khách hàng quan tâm về i10 thì bên em rất là nhiều i10, nhập khẩu có, lắp ráp trong nước có ạ. Đây là một chiếc xe i10 số sàn đời 2015 bản nhập ấn này, động cơ trang bị 1.0. Giá chào bán chỉ có 225 triệu thôi ạ. Màn hình giải trí to xịn rồi, tổ hợp phím bấm trên vô lăng này. i10 225 triệu đời 2015 với lớp sơn màu trắng đẹp đây ạ. Lớp sơn màu trắng đẹp cho chiếc xe i10. Anh chị xong rồi ạ? Về nhá, anh chị về. Không phải đen cơm với nhà em. Tại rồi trưa rồi anh chị lại về. Đấy cậy. Xong rồi đấy. Anh chị về. i10 225 triệu đời 2015 số sàn đản nhập ấn 1.0 nhá các bác nhá. Còn bên đây thì có cả i10 màu xanh đời 2016 em Hương cũng bán là 225 triệu. Em này cũng là bản nhập khẩu số sàn nhưng lúc sơn thì màu xanh mát mắt cho em đây ạ. Màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi, ghế da đẹp căng, máy số ngon, không đâm xô và không ngập nước là điều chắc chắn khi mua xe bên Lê Hương ạ. 215 triệu có i10 đi này. 225 triệu cũng có i10 này. Đây các bác nhìn này. 225 triệu nhập khẩu cho em nhé, đèn halogen, đèn phá xương, lên na răng thể thao. Phanh ABS đầy đủ này. Rất là nhiều xe đẹp luôn, chào bác Phạm Mạnh Hùng này, chào bác Thanh Nguyễn Ngọc này. Còn bên đây thì em có một chiếc xe Vios số sàn đời 2008, em Hương đang bán là 179 triệu, biển 38 ạ. Có bán tải không? Bên em rất là nhiều bán tải, anh Thanh Ngọc Nguyễn ơi. Bán tải thì em có bán tải Ford Ranger này, có bán tải Nissan Navara này, và có cả bán tải Isuzu D-Max anh á. Rất là nhiều bán tải luôn, thích xe nào em sẽ quay cho mình này. Vios 178 triệu này, bán tải thì em có luôn này. Một chiếc bán tải Ford Ranger đời 2013, số sàn 2 cầu. Số sàn 2 cầu, các bác nào công trình công trường mà muốn đi 2 cầu thì em có này. Số sàn 2 cầu đây ạ, 415 triệu đời 2013, màn hình giải trí, máy số thì cực ngon cho em. Cao dàn mát máy là chỉ có đi bán tải thôi. Động cơ trang bị là 2.2 nhá các bác nhá. 2.2, 2 cầu, số sàn đây ạ, anh Nguyễn Thanh Ngọc ơi. 415 triệu đời 2013 cho chiếc bán tải Ford Ranger bản 2.2. Còn em còn có một chiếc bán tải Ford Ranger Wildtrak nữa. Ford Ranger Wildtrak thì đời 2010. Đây ạ, còn có cả bán tải Ford Ranger Wildtrak biển 14 với lớp sơn màu trắng đẹp. Em này thì hơi mặn một chút, đời cao option nhiều. Đời 2017 số tự động 2 cầu, bản này bản 3.2. Bán tải Ford Ranger Wildtrak đây ạ.
hai cầu điện đầy đủ cho em hỗ trợ chống trơn trượt, khóa cầu vi sai đầy đủ này, tắt bật cảm biến này, trơn trượt đầy đủ cho em cho chiếc bán tải quay chắc này, 845 triệu đời 2017 bản 3.2 nhập Thái cho em, nước sơn màu trắng đẹp đây. Hai cầu máy, hai cầu nhá, và đều là máy dầu cho em. Bán tải bên em rất là nhiều luôn, còn có cả Nissan Navara và bán tải Isuzu D-Max nữa. Chiếc nào thì em cũng với những cái chiếc trên 500 triệu thì em đều làm trả góp cho mình được 60% giá trị xe. Nên khách hàng cứ yên tâm, khi mà chưa đủ kinh tế nhá thì em vẫn có thể hỗ trợ cho mình 60% giá trị xe này. Chào bác Phạm Bình, chào bác Tuấn Nguyễn này, chào bác Đồng Nguyễn này, chào bác Bạch Bội Bội này, chào bác Trung Phạm. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Bên đây thì em có một chiếc xe Hyundai Avante đây, với nước sơn màu đen đẹp, biển 34, Hyundai Avante đời 2014, số sàn động cơ trang bị là 1.6 nào. Động cơ trang bị 1.6, nước sơn màu đen đẹp, la răng, các bác nhìn này, la răng thể thao rất là đẹp luôn, lăn bánh cực kỳ đẹp. Xin nhan chân gương, giá chào bán 279 triệu cho chiếc xe Hyundai Avante đấy ạ. Màn hình giải trí, ghế da đẹp căng, tổ hợp phím bấm nghe gọi rảnh tay chân vô lăng nhé. Accent Hyundai Avante 279 triệu đời 2014 ạ. Rất là nhiều dòng xe luôn. Chào bác Hoài Vũ này, chào bác Nguyễn Công Thứ này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên nhé. 0354602790 là số điện thoại mà em Hương giao dịch ạ. Còn nếu màu đỏ số tự động thì em có một chiếc Mazda 3S đời 2009 này. Giá chào bán chỉ có 285 triệu cho chiếc Mazda 3S số tự động đây ạ. Cửa lóc có này, xi nhan trên gương, xi nhan trên hông, form dáng rất là đẹp luôn. 285 triệu đời 2009 nhập khẩu số tự động đẹp đây nhé các bác nhé. Mazda đây ạ, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Bán tải thì còn có cả Isuzu D-Max này, và có cả Ford Ranger Wildtrak này, Nissan Navara này. Còn ở đây thì em có một chiếc xe Vios số tự động bản CVT đây ạ. Số tự động đời 2018. Giá chào bán là 448 triệu. Vios số tự động ạ, nước sơn thì màu đen đẹp, zin toàn xe luôn. Cam kết là không đâm xô và không ngập nước cho em ạ. Biển 19 này, em quay rõ cả biển này. Vios số tự động đây ạ, 448 triệu, trang bị động cơ là 1.5. Xe rất là đẹp luôn ạ, cam kết là không đâm xô này. Còn có nếu như 5 chỗ gầm cao thì em có cả Tucson máy dầu nữa đây ạ. Tucson máy dầu 5 chỗ gầm cao 535 triệu, bản này là full kịch cửa lóc cho em đây ạ. i10 số tự động thì em có nhá, rất là nhiều i10, đợi em một chút này, em sẽ quay qua về chiếc xe một chiếc xe Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao, giá chào bán là 535 triệu. Sấy sợi kính đề lổ thông minh đầy đủ, máy số thì ngon nhá. i10 số tự động thì bên Lê Hương rất là nhiều luôn, Hương Xuân nhá. i10 số tự động này, mình nhìn xem nào. Chỉ hơn 200 và hơn 300, đầu 300 một chút thôi là i10 số tự động đẹp rồi. Đây một chiếc xe i10 biển 37 này, nước sơn màu trắng đẹp, bản đủ 1.2. Bản hatchback đẹp cho Hương nhá. i10 đời 2015, bản nhập khẩu số tự động đẹp, giá chào bán là 328 triệu, ghế da đẹp, tắt bật cảm biến đầy đủ luôn, đề lổ thông minh, màn hình xịn rồi, màn hình Android to đùng xịn rồi nhá. Đầy đủ này, đẹp luôn, giá chào bán là 328 triệu cho chiếc xe i10 bản đủ 1.2, nước sơn thì màu trắng đẹp, 328 triệu, biển 37, này, quay rõ cả biển 37 này. Chào bác Trương Hữu Quỳnh này, chào bác Trương Nghệ này, chào bác Đặng Văn Huy này. Chào bác Hoan Hồng nhá, i10 đây em nhá, i10 có i10 số tự động đời 2015 đây, bản nhập khẩu đây, 328 triệu cho chiếc xe i10 đấy ạ. Rất là nhiều xe i10 luôn. Còn bên đây thì còn có cả Kia Morning số tự động bản nhập khẩu này, biển 15 Hải Phòng. Đèn bi salon có này, giải đèn led này, đèn gầm đầy đủ, la răng hoa mai dạng mới này, xi nhan thì được tích hợp trên gương. Bản này cửa lóc đang bán với giá là bao nhiêu? 279 triệu cho nước sơn màu trắng đẹp, Morning đây ạ. Morning 279 triệu bản cửa lóc số tự động đẹp. Tổ hợp phím bấm nghe gọi rảnh tay chân vô lăng, màn hình giải trí đầy đủ này. Chào bác Trần Tuyên này, chào bác Đặng Văn Thức ạ. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. i10 thì rất là nhiều luôn.
Kia Rio thì có hai chiếc xe Kia Rio bản nhập Hàn nguyên chiếc đời 2015. Giá chỉ có 328 triệu. i10 rất là nhiều, còn có cả Kia Morning bản 15 này. Với lớp sơn màu lông chuột đẹp. Kia Morning đây ạ, bản này cũng là bản cửa lóc nhập khẩu cho em đời 2011, giá chào bán là 283 triệu cho chiếc xe Morning đây. Rất là đẹp luôn, chào bác May Pháng này. Chào bác Vũ Hưng, chào bác Phạm Tất Thành. Chào bác Đặng Văn Thức ạ, quan tâm số để quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại phía dưới bình luận ngày hôm nay cho em ạ. Bình luận phía dưới livestream ngày hôm nay cho em nhé. 283 triệu số tự động. Gương kính thì cụp chỉnh auto, chỉ cầm cần chìa khóa ra tầm khoảng 1,5 m thôi là xe sẽ tự động khóa cửa vào. Rất là an toàn luôn. Còn bên đây thì em Hương còn có cả một mẫu xe i30. i30 đời 2009 bản nhập Hàn. Sấy sưởi kính bản Crown full kịch, có cửa lock này. Sấy sưởi kính có, sấy sưởi ghế có, và giá chào bán thì chỉ có 308 triệu thôi. Cửa lock đầy đủ, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, màn hình ZTEC nghe gọi rảnh tay kết hợp ở trên vô lăng rồi. Xe rất là đẹp luôn, sấy sưởi kính có và sấy sưởi ghế có luôn ạ. Chào bác Phương Văn Hà này. Anh xem xe nào ạ? Anh xem xe. Dạ. Dạ, xe ạ. Hẹn ai đến đây ạ? Em đây, em đây. Xem xe LV đúng không ạ? Đây, em đây. Em đợi anh từ trưa giờ, em đang định vào livestream. Đây, xe LV bên đây anh ơi. Thế đi xe nào đến đây ạ? Người nhà đâu ạ? Anh không gọi cho em. Anh ơi xuống đây, anh chị ơi xuống đây ạ. Đây, để em cho xem kỹ chút Kia Rio 2015 ạ. Đợi em một chút ạ. Kia Rio đời 2015 với nước sơn màu trắng này. Anh ơi đi vào đây rồi em với. Đây đi vào đây, đợi em một chút. Rồi thôi, em xin phép này. Dạ, Vios có màu vàng cát số sàn anh nhá. Màu trắng em cũng có này. Anh chị vào đây ạ. Tại tại em đang có khách xem xe nên em xin phép được đi vào trong đây một chút ạ. Fiat màu vàng cát em có mới về anh Tuấn này. Kia Rio thì đợi em một chút này, em có cho khách xem xe một chút này. Anh Phương ơi. Đây xe đây anh chị ơi. Đây ạ, hiện tại khách đang đến xem CRV này. Gọi anh Phúc đang ăn cơm, anh Phúc đang có khách rồi. Đây anh ơi, xe đây ạ. Chị ơi vào đây ngồi cho mát chị ạ. Chị ăn cơm đã anh chị ơi. Cái đằng nào cũng chưa. Để em chào khách đã. Em xin phép thì được dừng buổi báo giá ngày hôm nay ở đây ạ, vì khách đang đến xem xe rồi. Khách hàng nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại ở phía dưới cho em nhé. Hiện tại đang livestream thì khách đến xem xe. Số điện thoại thì em đã ghi ở dưới màn hình rồi, 0354602790. Nhấc máy lên và gọi cho em ạ. Anh muốn một chiếc xe Vios màu vàng cát đúng không anh? Vios màu vàng cát thì anh ơi để lại số điện thoại cho em. Hiện tại em đang có khách đến xem xe trực tiếp nên em xin phép được dừng buổi live ở đây. Anh ơi xem em khách quá. Em xin phép được dừng buổi live ở đây vì đang có khách rồi. Anh Trần Tuấn ơi, muốn xem xe Vios thì vàng cát thì để lại số điện thoại cho em ạ. Dạ em nhìn thấy số điện thoại của anh Trần Tuấn rồi nhá. Chắc là tầm khoảng xuống chiều thì em sẽ gửi cho anh hình ảnh và video nha anh nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại anh Tuấn ơi, một chút nữa thì em sẽ gửi cho anh hình ảnh và video của chiếc xe Vios ạ. Xin chào và hẹn gặp lại khách hàng vào ngày mai nhé.